Snap 8 Gen 3 mạnh nhất mà chấm AnTuTu Việt Max lại chỉ có hơn 1 triệu điểm, anh em có tin được không? Mình thì mình cũng mới gặp đấy, chính xác là trên con Redmi K70 Pro mới nhất này. Và đó cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà mình thấy là con K70 Pro này hiện chưa đáng mua ở thời điểm hiện tại, nhất là khi so sánh với con Xiaomi 14 nữa. Và chào mừng anh em đến với Kickback Channel. Trước tiên thì tại sao lại có một cái bài so sánh khập khiễng như thế này, khi một bên nó sẽ là flagship còn một bên nó cũng chỉ là dòng máy trung cấp của cùng một hãng mà thôi, nhất là khi mà cái khoảng chênh lệch về giá của nó sẽ là tương đối. Khi mà con Redmi K70 Pro này nó sẽ có mức giá là rơi vào khoảng tầm là hơn 12.600.000 gì đó, trong khi đó thì con Xiaomi 14 này nó sẽ lên tới là gần 16 triệu. Nguyên do chính là tại sao thì hôm nay mình sẽ show cho anh em thấy là cái sự khác biệt giữa một con máy trung cấp và flagship dưới cách làm của Xiaomi. Đầu tiên là ngay cái thiết kế bên ngoài đi, thì tạm thời là bỏ qua là cái chiếc máy nào nó sẽ có phong cách thiết kế đẹp hơn, mà hãy nói là tới cái độ hoàn thiện giữa hai chiếc máy này. Thì công nhận là năm nay ấy, thì con K70 Pro cũng đã được làm cái khung viền nhôm cao cấp như là trên flagship, nhưng mà chính đấy nó cũng là một cái điểm khác biệt lớn nhất. Nếu như mà nhìn bình thường ấy thì cả hai khung viền này đều được làm bóng, trông nó rất là sang trọng. Nhưng mà khi mà đặt hai máy lại gần sát nhau như thế này và xăm soi kỹ thì mình mới nhận thấy rằng là cái khung của Xiaomi 14 này rất là tốt hơn, khi mà nó sẽ được làm mịn hoàn toàn như là mặt gương và độ bóng của nó cũng sẽ cao hơn. Trong khi đó thì trên K70 Pro thì nó sẽ không được làm mịn bằng. Để mà cho dễ hình dung ấy thì anh em cứ tưởng tượng rằng là cái độ mịn của tờ giấy nhám 2000 với cái tờ giấy nhám 800 ấy nó kiểu thế. Còn về cái phần khung của con Xiaomi 14 thì nó cũng hoàn thiện tốt hơn ở cả hai mặt, nên là cái cảm giác vuốt ở cạnh cũng ít bị cấn hơn so với con K70 Pro. Các cổng kết nối ở bên dưới nữa, nếu mà đặt cạnh nhau ấy thì mới thấy rằng là con K70 Pro này nhìn nó cứ dại dại kiểu gì ấy. Thì đó là những cái điểm ở hoàn thiện mà mình soi ra được. Còn ở thiết kế khác như là cụm camera của Xiaomi 14 ấy thì được bo thêm một cái lớp khung kim loại hoàn thiện tỉ mỉ, tạo thêm một cái điểm nhấn hơn. Như này thì chắc chắn là một cái điểm cộng lớn so với con Xiaomi 14 nếu mà so với con K70 Pro rồi. Tất nhiên mà flagship nó phải khác chứ đúng không? Thêm một cái nữa là con Xiaomi 14 nó sẽ có kháng nước kháng bụi chuẩn IP68, còn K70 Pro này thì sẽ không có. Qua những cái điểm đó thì mình thấy rằng là nó cũng chỉ khác biệt thôi, chứ không thể là phủ nhận rằng là con K70 Pro năm nay nó cũng đang được là thiết kế rất là đẹp rồi. Mình thì mình sẽ đánh giá cao hơn nhiều so với con K60 Pro năm ngoái. Cái điểm thứ hai mà mình muốn nói tới đó chính là về hiệu năng. Thì cả hai máy này nó đều có thông số xem nhau khi mà cùng trang bị con chip Snap 8 Gen 3 mới nhất. RAM thì sẽ là chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong thì cũng chuẩn là UFS 4.0 luôn. Nói chung thì về đa nhiệm và lưu trữ ấy, thì sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề như mình nói ở đầu video rồi đó, là đó chính là con chip Snap 8 Gen 3 trên con K70 Pro này nó đang có vấn đề, đó chính là về nhiệt độ. Và mình cũng đã thử là test bằng việc là chấm AnTuTu Benchmark cùng lúc thì ngay khi mà được một tí thôi thì con K70 Pro này nó đã nóng lên rất là nhanh. Cầm bên ngoài thì máy nóng ra như là cục than vậy, trong khi đó thì con Xiaomi 14 nó lại mát hơn rất là nhiều. Nhiệt độ thì gọi là có tăng nhưng mà nó vẫn thấp hơn khoảng tầm 5 đến 6 độ gì đó. Và quan trọng là cái điểm cho ra của con Xiaomi 14 ấy thì mình đã từng chấm rồi, là có thể lên tới là gần hơn 2 triệu điểm. Còn đối với con K70 Pro thì là dù là chấm đi chấm lại nhưng mà chưa một lần lên được 1 triệu 9 điểm. Lúc mà nó còn sụt sùi, nó còn xuống còn tầm 1 triệu 7, thậm chí là 1 triệu 5 cơ. Đấy, như mình nói ở đầu video rồi đó, nó chỉ được hơn 1 triệu điểm thôi. Nguyên nhân thì theo mình thấy nó sẽ nằm ở chính cái bộ tản nhiệt của hai máy này. Xiaomi 14 ấy nó sẽ được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều, nên là con Snap 8 Gen 3 nó sẽ chạy ổn định cũng như là mát mẻ hơn. Còn như là con K70 Pro này có vẻ là chưa làm tốt lắm. Về cái vấn đề tản nhiệt nó đang có vấn đề, mình thấy nó còn đang tệ hơn cả con K60 Pro hay là K60 Ultra nữa. Thế nên thì mình cũng có nói rồi đó, từ từ là anh em hãng mua con K70 Pro chỉ vì là cái con chip này đang chưa ổn định. Cho tới khi mà cái vấn đề này được khắc phục thì anh em mua cũng chưa muộn mà. Mà để cho nói thì ở đây cũng chỉ là trên một con K70 Pro mình hiện có thôi. Không biết là anh em nào ở đây đã được từng trải nghiệm con K70 Pro có gặp hiện tượng tương tự như mình nói ở bên trên không, thì cho mình biết ở bên dưới nhá. Một cái vấn đề nữa là không chỉ là đang tồn trên K70 Pro mà cả trên Xiaomi 14, đó chính là cái hệ điều hành HyperOS mới ra hiện chưa unlock cũng như là chưa có ROM mới để cài. Do đó thì nếu mà anh em nào chỉ dùng được tiếng Việt thì thời điểm này cũng không nên mua nhá. Lỗi chậm thông báo trên HyperOS ấy thì nó cũng không khác gì với MIUI 14 nữa đâu. Về pin và sạc thì con K70 Pro này nó sẽ có viên pin lớn hơn Xiaomi 14 tầm 100mAh. Sạc nhanh tối thiểu thì nó sẽ đều là 120W với đầy đủ là sạc cáp tặng kèm luôn. Nhưng mà trong khi thì con Xiaomi 14 nó có cái sạc không dây là 50W thì con K70 Pro này nó lại bị loại bỏ đi. Khá là khó hiểu cho cái lực đi này của Xiaomi, bởi vì là trước đó ấy, thì họ đã trang bị cái sạc không dây trên K60 Pro vào năm ngoái rồi. Về màn hình thì không khác nhau là mấy, con số 4000 nits trên con K70 Pro này nó thật là nó cũng khủng đấy. Nhưng mà khi mà anh em sử dụng thực tế thì gần như là sẽ không nhận ra khi mà đặt cạnh con Xiaomi 14 nữa.
Về khả năng hiển thị chi tiết thì con K70 Pro này khi mà anh em bật độ phân giải là 2K Plus cho cái độ chi tiết thì nó sẽ gần như là ngang nhau với con SIM 14, nhưng mà nó sẽ lại thua về cái công nghệ là LTPO. Nhưng mà cái này ấy, thì sẽ không đáng để anh em quan tâm lắm đâu, bởi vì là pin sạc nó chưa bao giờ là vấn đề với các dòng máy của Xiaomi cả. Và cái điểm cuối cùng mà mình muốn so sánh đó chính là về camera, thì sự khác biệt của nó cũng không hề nhỏ. Mình đã tắt tạm cái camera Leica đi khi mà so sánh thì để cho nó công bằng, và kết quả thì cũng dễ đoán thôi, fast ship thì nó vẫn là tốt hơn cái máy tầm trung. Khi mà anh em chụp đủ sáng ấy, nếu mà nhìn qua cái bức ảnh mà giữa hai máy thì gần như là sẽ không có sự khác biệt gì cả. Chi tiết ổn, màu sắc cũng ổn. Thậm chí là nhìn ảnh của con K70 này, nó đang cho ra thì có vẻ là đậm màu hơn. Nhưng mà không hề nhá, khi mà anh em zoom lên ấy thì mới thấy rằng là con Xiaomi 14 này nó là tốt hơn. Khi mà các chi tiết nó sẽ được tái tạo tốt hơn, nó ít bị bệt hơn so với con K70 Pro. Màu sắc thì nó cũng đổi khối rõ rệt, các vùng sáng tối nó tách bạch hơn và ảnh thu sáng cũng tốt hơn nữa. Tiếp theo thì về zoom đi, thì ở zoom 2x ở hai máy này thì làm không khác gì nhau cả. Nhưng mà nếu mà anh em zoom lên khoảng tầm là 3.2x do Xiaomi 14 ấy thì nó sẽ có zoom quang học, nên là nó sẽ có thấy là chi tiết nó sẽ tốt hơn. Anh em để ý là các chữ ở đây này nó sẽ không bị bệt, nó rất là rõ nét khi mà so sánh với K70 Pro. Chụp chân dung thì nó cũng thế thôi, Xiaomi 14 nó sẽ làm tốt hơn rất là nhiều khi mà các phần tóc cũng như là viền áo của thằng bạn mình ấy, nó sẽ được tách biệt rõ ràng hơn. Màu da thì cũng được tái tạo chân thật, có sức sống chứ không bị là nhợt nhạt như là trên con K70 Pro. Chưa kể là ảnh của K70 Pro ở trường hợp này ấy, nó còn bị tránh sáng nữa, dù là chụp trong cùng một điều kiện. Chụp đêm thì nó cũng không có khác biệt gì nhau mấy, bởi vì là mình cũng đang đánh giá là chung cái khả năng chụp đêm của con Xiaomi 14 ấy thì nó vốn là cũng không quá là cao rồi. Nó không được như kỳ vọng của mình ngay từ ngày đầu mà mình cầm máy. Về quay video thì mình cũng quay thử là video ở cả hai, đó chính là ở mức độ là 4K 60fps, thì Xiaomi 14 nó cũng làm tốt hơn khi mà chi tiết thì được tối hơn, ít bị bệt hơn, cân bằng sáng thì cũng tốt hơn rất là nhiều, còn chống rung thì có vẻ là ngang nhau. Tổng kết lại thì dù sao thì con K70 Pro ấy, nó vẫn là sản phẩm cấp dưới, nên là tất nhiên nó sẽ thua thọt hơn về nhiều thứ như là hoàn thiện chi tiết này, khả năng kháng nước kháng bụi IP68 và hệ thống Leica thì nó sẽ gọi là chất lượng hơn, hỗ trợ thêm sạc nhanh và sạc được không dây nữa. Và đặc biệt chính là cái khả năng tối ưu hiệu suất và cái khả năng tản nhiệt của Xiaomi 14 này nó đang làm rất tốt rồi, còn K70 Pro ấy, thì nó đang gặp vấn đề không hề nhỏ với vấn đề là nhiệt độ. Thế nhưng thì cũng không thể là phủ nhận rằng là Xiaomi ấy, cũng nhận là phải một điều là họ đã đưa con K70 Pro này tiệm cận cái dòng cao cấp nhất có thể rồi. Nó đã có cái mức độ hoàn thiện hơn, chứ không chỉ là tập trung ảo mãi cái phần hiệu năng cao nữa. Đấy, mình thấy rằng là nếu mà anh em muốn trải nghiệm thử con chip Snapdragon 8.3 ấy, thì vẫn có thể là mua và dùng thử. Không thì anh em có thể là cân nhắc sang các dòng như là K60 Ultra hay thậm chí là con K60 Pro ở hiện tại nó cũng vẫn rất là ngon. Nó chỉ là một điều là anh em tầm này hơi khó để mà kiếm máy nguyên siêu đó thôi, hàng khá là khan. Và đó cũng là kết thúc video, anh em thấy sao về con K70 Pro này cũng như là con Xiaomi 14 nhỉ? Liệu là nó có ngon và có thể là lên mua ở thời điểm hiện tại hay không thì để lại comment ở phía bên dưới nhé. Tạm biệt anh em.